con quay của tớ là đỉnh nhất. Còn lâu nhá, xem con quay của tớ đây này. Hồng Xiêm cố lên. Mít Mòn, về ngay. Ơ kìa mẹ, con mới chơi được một tí. Về ngay, đi với mẹ lên chợ huyện, phụ mẹ xách đồ. Nhưng mà lên chợ có được ăn gì không ạ mẹ? Con với cái, suốt ngày chỉ có ăn với ăn thôi. Thì ăn mới có sức xách đồ cho mẹ chứ. Được rồi, đi với mẹ, thích ăn gì thì ăn. Yeah, các cậu cứ chơi đi nhá. Tớ về trước, tớ được lên chợ huyện ăn thịt rồi. Trời hôm nay oi bức, nóng thế nhở. Ơ, đây là nón của cha cháu mà. Thì ta mượn tạm một tí, có cái nón thôi mà. Lúc nào cũng mượn tạm. Mấy lần cô Bẹo mượn tạm đồ nhà tớ mà có bao giờ trả đâu. Nhưng kể ra Mít Mật cũng sướng nhỉ. Suốt ngày được theo mẹ lên chợ huyện ăn uống đủ thứ. Thế nên cậu ấy mới có thân hình như thế đấy. Cậu thích thì cũng lên chợ huyện được mà. Tớ thấy Phú Bà cũng đi chợ suốt còn gì. À thôi, tớ thì không cần phải bon chen. Nhà tớ đồ ăn chẳng thiếu thứ gì, mà tớ còn không thèm cái kìa. Thế nên cậu mới có thân hình như vậy đấy. Mít Mật, có nhanh cái chân lên không thì bảo. Con vẫn đi đấy thôi. Ai bảo mẹ đi nhanh. Mà sắp tới chợ huyện chưa mẹ? Sắp. Nhanh cái chân lên con. Mặt trời lên cao là nắng nóng mệt lắm đấy. Thôi chết, lên chợ huyện mua nhiều đồ như vậy mà mẹ lại quên mang theo thúng rồi. Hay là để con quay về lấy. Chạy về thì đến bao giờ? Để mẹ tính. Đây rồi, lại là thúng mới luôn cơ chứ. Ơ, sao mẹ lại lấy thúng của người ta? Lấy đâu mà lấy. Đây là mẹ mượn tạm, vì mẹ không mang theo thúng. Mà người ta có hai cái ở đây, kiểu gì chẳng thừa một cái. Mẹ mượn tạm, rồi xong việc mẹ trả sau. Có cái thúng của người khác mà cũng lấy được kìa. Chồng có đến nỗi nghèo khó đâu cơ chứ. Ơ hay, rảnh việc nhỉ. Tôi làm gì thì kệ tôi. Tôi chỉ mượn tạm. Mượn tạm thôi, lát trả, được chưa? Thế cũng được à mẹ? Sao lại không được? Đây là mẹ mượn tạm, chứ có lấy đâu. Mà thôi, nhanh cái chân lên, kéo muộn bây giờ. Mượn tạm, chỉ là mượn tạm thôi. Mẹ ơi, còn khát quá, mình vào uống nước được không mẹ? Trời ạ, uống ở đây để chết tiền à? Thôi, cố về nhà đi con, uống nước không mất tiền. Nhưng con khát lắm, đói nữa. Chủ quán, cho tôi thêm một chén trà, tôi ra đón bạn. Đây đây, nước này, uống đi con. Ơ, nhưng mà đây là nước của người ta mà mẹ. Người ta uống cũng không hết đâu, mình uống tạm một tí thôi. Không sao đâu, uống nhanh lên con. Nước ngon quá là uống tạm. Uống tạm mà. Bún mọc tới ngay đây. Cho tôi thêm một bát bún vịt nhá. Có ngay ạ. Mít Mật ơi, Mít Mật. Cô Bẹo ơi, Mít Mật có nhà không ạ? Ôi, cái thằng quỷ sứ ấy. Nó đi chơi từ sáng đến giờ đã về đâu. Cô thì bận trăm công nghìn việc, luôn tay luôn chân. Các cháu mà thấy Mít Mật ở đâu thì kéo nó về ngay cho cô nhá. Cô phải cho nó một trận. Đi thôi các cậu. Cô Bẹo có vẻ đang bực đấy. Đi vào, vào đây. Mẹ ơi, cứu con. Ơ, có chuyện gì thế nhỉ? Hình như là thằng nhỏ trộm gì đó. Có chuyện gì đấy? Hay là Mít Mật lại gây chuyện rồi? Ờ, có chuyện gì thế hả ông? Bà là mẹ của thằng bé này à? Vâng. Nó ăn trộm của tôi hai cái bánh bao, bị tôi bắt gặp nên bỏ của chạy lấy người. Bà mau đền cho tôi tiền hai cái bánh bao rồi theo tôi lên quan. Mẹ ơi, cứu con, con không ăn trộm. Ơ hay, nhà bán quán ăn mà cũng phải đi ăn trộm đồ ăn cơ à? Ông này buồn cười, đồ nhà mình làm sao ngon bằng đồ đi trộm cơ chứ. Này, ông bà biết gì mà nói hả? Con tôi trước giờ không ăn trộm bao giờ nhá. Chuyện như thế nào Mít Mật? Con nói rõ đầu đuôi cho mẹ nghe xem nào. Cháu không ăn trộm,
Cháu chỉ mượn để ăn tạm thôi mà. À, thằng nhóc này khôn nhỉ. Mượn tạm, ăn tạm. Thế nào là ăn tạm? Ăn là ăn luôn, chứ ai ăn tạm? Ai dạy người cái lý lẽ khôn lỏi như thế hả? Là mẹ cháu, nhiều lần mấy cháu mượn tạm, uống tạm, có sao đâu ạ. Ai đời lại dạy trẻ con thế cơ chứ? Hóa ra là thằng nhóc nó noi gương mẹ nó. Chị Bèo, chị dạy thằng bé như thế phỏng? Dạ, không, con có dạy nó như thế bao giờ đâu ạ. Mít mật, mẹ dạy con mượn tạm, ăn tạm bao giờ hả? Thì mẹ không dạy, nhưng mẹ bảo mượn tạm cũng được mà. Thì lần mẹ đi chợ mà quên mất thúng, mẹ mượn tạm thúng của người ta. Ra chợ con khát nước, mẹ bảo con uống tạm, rồi ăn tạm, có sao đâu. Rồi nhiều lần mẹ mượn tạm đồ của thầy mà không trả. Hôm nay con đói, nên con cũng ăn tạm bánh bao thôi mà. Ui giời ạ. Hóa ra không phải là lần đầu. Bà Bẹo trông thế mà tắt mắt nhỉ. Mượn tạm cơ đấy. Ôi giời ơi là rồi. Con với cái, từ giờ không được mượn tạm, ăn tạm, uống tạm cái gì hết nghe chưa. Ý đau quá, đau quá. Sao mẹ làm được, con lại không được ạ. Vậy tớ mượn tạm công của cậu nhá. Cậu có chịu không? Con tớ mượn tạm nhà của cậu, chơi không? Mẹ làm thế là sai. Mẹ sai. Con không được như mẹ, biết chưa? Chị là mẹ, ít ra phải là một tấm gương sáng, làm những việc đúng đắn để con cái nói theo. Đằng này, lần này chị sai rồi. Chị xem, chị đã để thằng nhỏ chứng kiến những việc làm không đúng của mình. Giờ thằng nhỏ nó học theo chị rồi đấy. Bây giờ chỉ là chiếc bánh bao, nhưng biết đâu sau này lại là trộm tiền bạc của cái gì thì sao? Dạ, con biết sai rồi ạ. Con đã làm gương xấu cho nó. Mọi người, xin mọi người thứ lỗi cho mẹ con tôi. Cậu làm thế là sai rồi nhớ. Việc ăn trộm, dù chỉ là một thứ nhỏ nhất thì cũng không nên. Đó là một việc làm xấu đấy mít mật ạ. Đúng đấy, chúng mình còn nhỏ, phải làm những việc tốt, có ích chứ. Mít mật bỏ cái tính mượn tạ mày đi nhớ. Nếu không á, bọn này không chơi với cậu nữa đâu. Rồi, từ giờ tớ không mượn tạm kiểu đó nữa là được chứ gì. Ông, mong ông bỏ qua cho thằng bé. Nó còn dại dột chưa hiểu chuyện. Cho tôi gửi tiền 2 chiếc bánh bao. Ông đừng đem lên quan, tôi sẽ dạy dỗ nó cẩn thận hơn. Cháu nó con nhỏ, con nhiều điều chưa biết. Thôi thì hai mẹ con cháu đã biết lỗi rồi. Tăng nghĩ là anh nên tha cho cháu, không nên làm to chuyện này làm gì. Phải đấy, bỏ qua thôi. Đúng rồi, chị ấy sẽ dạy lại thằng bé. Cháu xin lỗi bác ạ. Thôi được rồi, nề mặt cụ Lý và mọi người ở đây nói đỡ, tôi tha. Nhưng không có lần sau đâu nhá. Nếu còn tái phạm á, tôi sẽ nhất định dẫn cả hai mẹ con lên quan đấy. Dạ cảm ơn ông, nhất định sẽ không có lần sau đâu. Từ giờ tôi sẽ làm những việc tốt để làm gương cho con. Cháu nhớ rồi ạ. Cháu hứa sẽ không tái phạm việc làm xấu đó nữa đâu ạ. Từ sau tớ sẽ theo dõi cậu. Cậu cứ thử làm việc xấu xem. Tớ biết rồi. Này Nô, mày cho chó của ông ăn sáng chưa đấy? Con còn chưa ăn sáng, uống gì nó? Tí về con cho ăn ạ. Ông mày láo à? Dám so sánh mày với chó nhà ông à? Giờ còn sớm mà ông. Thế mày hót cứt trâu chưa? Sáng sớm mà ông cứ cứt với đái gì. Tí về con hót ạ. Mày cứ suốt ngày dính mắt vào mấy cái tóp tóp, rồi lơ là việc nhà. Từ giờ là tao cấm, nghe chưa? À, nay rằm con đang săn sale ạ. Mà cái bà chiến thần chiến thiếc gì đó đang livestream bán nước hoa có 1.000 một lọ 500ml ông ạ. Khiếp, nước hoa gì mà rẻ hơn nước mắm. Mày mang về dùng đi rồi ghé khắp người ấy. Con xem thôi, chứ con chưa mua ạ. Cái tủ gỗ của nhà bà Béo có gì đặc biệt đâu mà ông nhất quyết phải mua thế ạ. Người chẳng biết cái gì cả. Cái tủ gỗ ấy á là gỗ quý đấy. Ta để ý nhiều lần rồi, rất có giá trị. Sao con không biết nhỉ? Nếu người biết thì đã làm phú ông thay ta rồi. Thế thì con phải học ông nhiều ạ. Tất nhiên là người còn phải học hỏi ta nhiều. Thôi, đi nhanh lên,
Không con mụ béo nó bán mất thì ngồi đấy mà tiếc. Cháu không hiểu, sao toàn đồ tốt thế này mà cô lại bán ạ? Đồ cũ quá rồi cháu ạ. Làm buôn bán đồ ăn nó phải thế. Cứ mấy năm một lần là phải đầu tư đồ mới. Thế cô cho cháu một bộ bàn ghế nhé. Cũng được, nhưng cô không hứa trước. Nếu khách mua hết thì thôi nhá. Vâng ạ. Mà cô ơi, nay mát trời, cô bán hàng thì đừng quát khách nhá, kẻo khách sợ không dám mua đâu ạ. Mình thích thì mình quát thôi. Mà khách vào hỏi tử tế thì không sao, cứ kỳ kèo á là quát hết. Bảo sao cô được nổi tiếng? Nổi tiếng thế nào? Nổi tiếng bởi các giang hồ mõm ấy ạ. Nào là bà bán bún chửi có dây thanh quản to nhất vịnh Bắc Bộ. Rồi bà bẹo ngồi một mình giữa ba cái ghế gỗ. Cô ngồi một mình giữa ba cái ghế gỗ bao giờ nhỉ? Cứ hở ra tí gì là giang hồ soi ra hết. Sợ quá. Làm sao cháu biết được, cô đang hot lắm đấy. Thôi, cậu đừng tâng bốc nữa. Mẹ tớ tưởng hay lại càng chửi khách hàng đấy. Tớ đang đùa mà. Thôi, hai đứa nhanh chân phụ mẹ đi. Tính mẹ tớ thế đấy, cái gì cũng muốn quy ra tiền. Tớ biết mà. Nhanh chân lên mấy đứa ơi, làm cho xong đi. Chị Biểu, chị thanh lý bàn ghế đấy hả? Ơi, dạ cụ Lý, cụ xem ưng cái nào con để rẻ cho. Bàn ghế nom cũng được, mà sợ ế sưng xỉa thế. Để tôi giải cứu. Giải cứu người làng người xóm. Vừa là tình thương, vừa là trách nhiệm. Không một ai bị bỏ lại phía sau. Thôi cái giọng ngạo nghễ đấy đi ạ. Cụ đớp trên xương trên máu của người làng người xóm thì có. Con mu này láo. Đã thế, thì ông mặc sạc. Bà là quan tham thì đi, dân lành thì đến. Bà thanh lý bàn ghế à? Đúng rồi, tôi muốn bán để mua đồ mới. Ai mua hôm nay, tôi khuyến mãi khủng tặng một chai ớt đấy. Ớt tôi cũng có nhá, cần gì bà tặng. Ông mua về làm gì thế? Cũng sắp giỗ họ rồi, tôi muốn mua về làm củi đun, tiện cho việc nấu cỗ. Đồ nhà tôi toàn đồ tốt thế này mà ông đòi bổ làm củi đun á. Này, dân làng này có mua đồ của bà về ấy, thì cũng làm củi thôi. Đồ thì cũ, hỏng, ai người ta dùng. Sao, bà có bán hay không? Thế ông định trả bao nhiêu? Cái chỗ này tôi mua làm củi đun là 3 đồng. Bà bán thì lát tôi bảo thằng nô sang chở hết về. Cả đống đồ thế này ông trả 3 đồng á? Bà mà bán cho dân đen làng này giá chỉ có 2 đồng thôi. Tôi trả 3 đồng là cao đấy. Khiếp, phú ông trả gì mà rẻ thế? Phú ông chẳng rảnh mà đi mua củi tận 3 đồng đâu. Vừa nhà ông ta thiếu gì củi đun, chắc lại chủ tịch giả vờ vào cái kết rồi. Cái kết gì cơ? Không có gì, to be continue. Chốt nhá, bà cứ để đấy, để tôi về lấy cái xe bò ra trở về. Ok. Sao ông không cho con chở luôn đồ về, mà lại phải về nhà? Đó là bí quyết trong việc kinh doanh của ta. Cần nhưng ra vẻ không cần. Chứ mình bập vào ấy là chúng nó nghĩ mình cần đồ đấy. Con chẳng hiểu. Dù sao ông cũng trả tiền rồi mà. Trả thì trả, nhưng vẫn cần phải giữ cái sĩ diện của mình. Người ấy cần phải học hỏi nhiều. Thế cái tủ ấy? Cái tủ ấy bán đi ít ra cũng phải được 10 đồng đấy. Ôi thế ạ? Mày thấp cổ bé họng, không học không hành gì thì làm sao mà biết. Bảo sao cứ nghèo mãi. Vâng, ông có tiền nói gì chẳng đúng. Mà thôi, không tám chuyện nữa. Tối nay mẹ mang xe bò sang trở về, nghe chưa? Ông ơi, cái tủ to tổ bố. Tí con trở về mà nó đổ thì... Hay ông cho đứa nào đi cùng con đi. Mày chỉ có lười, thấy việc nặng là thoái thác,
nhưng mà nó nặng lắm ông ạ. Con xem trên Top Top thấy người ta bảo kéo đồ nặng là dễ thoái hóa cột sống, rồi thiên đồng thống, rồi tiểu đường, rồi tiền đình lắm ạ. Tao đã bảo là xem Top Top ít thôi cơ mà. Sắp tới làng Hạ này là cấm hết Top Top. May mà xem, tao báo quân triều đình Google. Tin chuẩn chưa ông? Chuẩn. Vâng, thế thôi để con cài Top Top ạ. Làm người hầu của tao thì quan trọng phải là cái thần thái. Mày phải sang lên, mạnh mẽ lên, trầm cảm lên. Thôi đi mau. Vâng ạ. Mấy đứa đang làm cái trò gì đấy? Hồng Xiêm bảo phải dỡ ra làm củi. Việc ấy của các con à? Phú ông chả rẻ mạt quá nên cháu phải giúp cô thôi ạ. Là sao? Cô bán hàng mà không biết giá trị của cái tủ ạ. Thế cái tủ làm sao? Chất lượng gỗ tốt mà lại là đồ có giá trị cao. Cháu tin lão phú ông không phải mua về xẻ làm củi đâu, mà là... Hóa ra là như thế à? Cô sơ suất quá không để ý. Nhưng cái tủ đáng giá như thế, sao lại... Bọn cháu đã phá nó đâu. Bây giờ khiêng vào trong nhà đi ạ. Được, được, khiêng vào ngay. Bà Bẹo ơi, tôi đến lấy củi. Củi đây nô ơi. Sáng nay phú ông bảo ông ấy có ớt rồi nên tôi tặng luôn mấy que tre này. Khách vip, khách vip. Đống củi này phú ông cần củi đun nấu nên tôi cho các cháu nó bổ ra luôn đấy. Cả cái tủ. Đúng rồi, bổ hết. Ôi giời ơi. Anh nô, anh bị làm sao thế? Anh không sao. Thế không lấy củi mang về à? Tôi về hỏi phú ông đã. Chuyện này là không xong rồi. Nô quay xe. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi là giời. Cái tủ của tôi. Con đã bảo ông rồi mà. Trời ơi, thế là xong rồi. Mất toi cái tủ quý. Tưởng kiếm trác được mấy đồng. Tiền nhiều để làm gì? Ông mang đống tiền mua hết quán mụ ấy đi ông. Mày hâm mà. Mày ra nhà mụ ấy khuân hết củi về cho tao. Thôi, chuyện lỡ rồi. Ông cứ enjoy cái moment này đi đã. Tao enjoy không nổi. À, tự nhiên con nhớ ra cái đoạn nhạc này trên Top Top. Con hát cho ông nghe nhá. Cay là cay là cay, chúng mình cay quá. Cay là cay là cay, chúng mình cay nhiều. Cay là cay là cay, chúng mình quá cay. Mày im mồm. Ôi giời, đúng là nhạc. Ôi, đúng là quyết làm cam chịu mà. Chọc chó thế đủ rồi. Giờ phải nạp năng lượng đã. Có gì ăn không nhở? Cậu bị thần lợn nhập à? Vừa ăn 3 bát chè với 2 gói bim bim xong mà đã đói rồi. Ui giời. Người tớ cao to gấp rưỡi cậu với Hồng Xiêm thì tớ cần nhiều năng lượng là đúng rồi. Mà chỉ sướng nhất cái thằng Xoài, nhà nó giàu, lại được đi học trên tỉnh, ăn đủ mọi của ngon vật lạ. Nhắc đến Xoài mới nhớ, trường của Xoài vừa có phốt đấy. Phốt gì? À, thì trường nó toàn là thủ khoa ngành đầu thai theo học, một bữa cơm trưa tận 7 đồng. Thế mà ban giám hiệu trường cắt xén thế nào? Bữa trưa của học sinh leo tèo, mỗi quả chuối với bát cháo. Thế á? Phú ông biết chuyện. Phú ông lên thẳng trường dọa đốt nhà từng thầy từng cô một cơ mà. Thầy cô sợ khai mù luôn. Thế vẫn chưa căng bằng vụ này. Các cậu có biết nhà bà Tám không? Bà Tám bò nướng á? Hôm qua nhà tớ đi ăn bò nướng hết hơn 10 đồng. Được bà ấy tặng kèm cho miếng gân bò biết nhảy múa cơ mà. Sao gân bò mà lại biết nhảy múa? Gân bò khỉ khô gì, là con sán ấy. Eo ơi, cắt miếng thịt bò ra thấy con sán to béo như con giun, tớ rùng như cả mình. Thế mà bà Tám cứ cãi đây là gân bò chứ lị. Eo ơi, kinh quá. Mẹ tớ bảo, nếu bà ấy ăn á, thì mới tin là gân, nhưng bà ấy nhất quyết không ăn. Rồi thế nào? Mẹ tớ bốc con giun sang bàn bên mời khách ăn thử. Họ nhìn thấy, quẹ quẹ chạy hết. Quán bà Tám vắng tanh. Đáng đời. Ghê thật đấy. Mà tớ cũng thấy đói đói rồi. Tớ cũng thế. Mà giờ ăn được cái gì chứ? Tớ hết tiền rồi. Nắng này à, cứ hoa quả mà dã. Thèm táo quá. Sang nhà bà Tư trôm vài quả đi. Ôi, bà Tư ghê gớm lắm.
Bà ấy mà biết á, thì đánh bọn mình nát đít. Yên tâm, có thần đồng chôm chìa, huyền thoại trèo tường là tớ đây, sợ gì? Không được đâu, hôm trước bọn trẻ trong làng vặt hết táo nhà bà ấy rồi còn đâu, giờ toàn quả xanh thôi. À, mà hôm qua tớ đi qua nhà thằng Xoài, thấy có cây táo chín, quả to như bát ô tô, hay là... Táo nhà phú ông nổi tiếng là ngon nhất nách rồi. Đi, thì chúng mình sang nhà phú ông xin mấy quả, tiện rủ Xoài đi chơi luôn. Thấy cái đứa trẻ danh này, lại định ăn xin táo nhà ông à, còn khướt. 13, 14, 9, 10. Ôi! Sao lần nào cũng va vào ông thế kia? Có đúng là 17 quả không? Con đã đếm kỹ rồi, chỉ có 16 quả. Thế mà ông cứ khăng khăng là 17 quả. Vô dụng, ông đếm rành rành 17 quả. Trông cho cẩn thận đấy, đấy là cây táo quý. Mất quả nào, cứ liệu thần hồn với ông. Ông ơi, con một ngày bao nhiêu là việc? Có phải mỗi việc trông cây táo đâu mà ông cứ bắt con... Cãi phỏng, bọn trẻ con ngày nào nó cũng léng phéng ở đây. Không trông thì nó vặt hết à? Hay là ông rào vào đi ạ? Rào nào cho nổi mấy đứa quỷ sứ ấy? Chúng nó vượt rào như trời ấy. Thôi được rồi, để ông nghĩ cách. Phải làm thế nào để chúng tâm phục khẩu phục? À, hay là thuê vệ sĩ đi ông. Dăm 7 vệ sĩ cao to mà đứng ở đây ấy, thì đảm bảo không có đứa nào dám ăn trộm đâu ạ. Mày hâm à, có một cây táo đi thuê nhiều vệ sĩ, tốn tiền. Ôi già ơi, đây nghệ sĩ mới nổi, người ta đi diễn còn thuê hàng trăm vệ sĩ cơ mà. Chẳng nhẽ ông không nhiều tiền bằng người ta à? Thế mê hớ, giang hồ người ta kêu lên là làm lố đấy. Mày ngu lắm, biết gì mà nói. Thời đại bình đẳng, ông mà đánh con á, là con kiện ông tội hành hạ người hầu. Ông chửi con ngu á, ông thêm tội xúc phạm người khác đấy. Còn mà SOS một phát là tất sành bắt ông đi ngay. Kinh nhờ, luật mê pháp cơ đấy. Mày giỏi mày giàu như tao đi, đỡ phải đi ở đợ. Con đi ở đợ vì đam mê, chứ giàu thì mấy. Mà thôi, ông nghĩ ra cách rồi. Mày sẽ là diễn viên chính trong vở diễn Thiên Nga Dẫy Chết của ông. Chuẩn bị tinh thần đi. Đau quá. Anh Nô, anh làm sao đấy? Sao lại lăn lộn gào khóc thế này? Anh đau bụng quá. Đau chết mất. Thằng Nô, làm gì mà lăn lông lốc thế hả? Con không biết. Con chỉ vừa ăn. À, ăn trộm táo của ông đúng không? Tham ăn thì chết con ạ. Táo này là táo độc mà dám ăn ạ. Ôi, táo độc ạ. Ôi, con không biết ạ. Con xin ông, con chót dại ăn một quả. Ông cứu con với ông ơi. May cho người là mới ăn một quả thôi đấy. Độc còn nhẹ, còn chữa được. Chứ nếu mà ăn vài quả thì người chết lâu rồi. Lần sau thì chừa nhá. Đi vào đây, ông cho thuốc, nhanh lên. Không thì chết lăn quay ra đấy bây giờ. Còn chúng bay nữa, táo độc đấy. Đứa nào ăn vào là chết lăn quay ngay. Ôi, ôi đau chết mất. Nhìn ngon thế mà lại là táo độc nhỉ? Cây này á, lâu lắm mới ra quả. Cha tớ bảo mua tận bên nước nào xa lắm. Ngày nào cha tớ cũng đếm từng quả đấy. Táo độc mà cha cậu cũng đếm làm gì? À, thì nó độc nhưng mà nó đẹp. Cha tớ giữ cho nó đẹp vườn. Chờ tớ rửa ấm trà xong hãy chơi nhá. Này, mấy cái đứa kia, ra ngoài này chơi. Táo độc, hít vào cũng độc đấy. Bẩm ông, vâng ạ. Thưa ông, sao ông không trồng một cây táo bình thường mà lại trồng một cây táo độc vậy ạ? Ông trồng táo độc để cho đứa nào hay hái trộm quả sẽ trúng độc. Có thế mà cũng phải hỏi à? Khôn hồn thì tránh xa, nghe chưa hả? Chúng con nhớ rồi ạ. Xoài làm gì mà lâu thế nhỉ? Xếp xong hết cả rồi mà vẫn chưa ra để chơi. Nó đang phải lau cái bình trà quý cho phú ông nên lâu. Cái bình ấy, phú ông coi như là bảo vật đấy. Phải lau từng tí thật cẩn thận. Thằng Xoài hôm nào mà phải lau á, là lâu lắm. Tớ xong rồi đây,
bọn mình chơi nào. Khoan đã, có chuyện gì thế? Tớ vừa nghĩ ra một trò này hay lắm, các cậu có muốn tham gia không? Trò gì đấy? Có được ăn không? Mít mật chỉ thế là nhanh thôi. Đã béo ú như thế rồi mà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn. Được ăn chứ. Thế thì tốt quá, trò gì tham gia luôn. Nào, Hồng Xiêm, cậu bảo có trò gì cho bọn tớ chơi mà được ăn cơ mà. Mau chơi đi. Cậu yên tâm, sẽ bắt đầu ngay thôi. Này Xoài, cho tớ một quả táo nhé. Ơ, cậu không sợ chết à? Táo nhà tớ là táo độc đấy. Tớ biết, này các cậu có muốn ăn táo thỏa thích không? Không, táo nào chứ táo này à, ăn vào có mà trầu trời luôn. Tớ cũng không dám ăn đâu. Thế thì tớ ăn, thơm ngon mời bạn ăn nhá. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Ui, Hồng Xiêm, chết đấy. Táo không có độc đâu. Phú ông làm thế để bọn mình không hái trộm táo thôi mà. Sao cậu biết? Thì các cậu cứ đợi một lúc nữa mà xem tớ có bị chết hay không. Cậu liều thật đấy, dám ăn cả táo độc. Đấy, tớ chẳng sao cả, táo không có độc nhá. Giờ các cậu có muốn ăn không? Bọn tớ... Tớ... Yên tâm, cứ ăn thỏa thích đi, tớ sẽ chịu tội. Tớ sẽ nhận là tớ lấy cho các cậu ăn, thế được chưa? Thật chứ, cậu sẽ nhận tội thay bọn tớ chứ? Ừ, tớ thề, tớ sẽ nhận hết là tớ hái và tớ ăn. Giờ các cậu đi ra ăn thỏa thích đi. Ôi, ngọt quá. Táo độc mà cũng ngọt ghê nhở. Này Hồng Xiêm, chúng ta đã ăn hết táo của cha tớ rồi. Bây giờ ông mới trách tội thì biết làm sao? Phải đấy, cậu bảo sẽ nhận hết tội đúng không? Yên tâm, tớ sẽ lo hết mà. Nó quá. Này, Xoài, cậu về lấy ấm trà nhà cậu ra đây. Tụi mình pha trà hoa cúc uống giải độc đi. Trà hoa cúc á? Nhà tớ không có. Pha trà hoa xuyến chi được không? Được, mang ra đây. Ôi, Hồng Xiêm, sao cậu lại đập vỡ cái ấm? Ôi xong, đây là ấm trà quý nhập khẩu từ Tây Tạng, sản xuất ở miền đông nước Anh. Cha tớ mua ở cửa hàng đồng giá 10k đấy. Úi giời ạ, lần này cậu đi đời rồi. Khi nào cha cậu về hả Xoài? Cha tớ qua làng bên, chắc lúc nữa là về thôi. Cậu đừng trốn về, cha tớ sẽ sang tận nơi cho mà xem. Không, sao tớ phải trốn chứ? Tớ sẽ ở đây đợi cha cậu về. Cha ơi, hôm nay Hồng Xiêm làm vỡ cái ấm trà của cha rồi. Cái gì cơ? Thằng Hồng Xiêm nó làm vỡ cái ấm trà của cha ư? Thế nó đâu rồi? Hồng Xiêm đang nằm ở gốc táo đợi ông về đấy ạ. Thằng này, sao dám làm vỡ cái ấm trà quý của ông hả? Mà đứa nào hái táo của ông thế này? Ôi, còn đúng mấy quả non luôn, là đứa nào? Bẩm ông, là con làm vỡ ấm trà của ông, cũng là con ăn táo ạ. Hồng Xiêm, lại là ngươi, sao ngươi dám? Ta đã nói đây là cây táo độc, ngươi không sợ chết hả? Ôi dạ con lạy ông tha tội cho con. Chẳng là con sơ ý làm vỡ cái ấm của ông, con sợ ông về sẽ trách tội, nên liền ra hai táo độc để ăn cho chết đi. Vậy mà con ăn một quả không chết, con ăn hai quả vẫn không thấy gì, nên nghĩ chưa đủ độc, cứ cố ăn hết. Thế mà con vẫn chưa trúng độc ạ. Con đã tự mình phạt chính mình rồi, xin ông bỏ qua cho con. Ôi giời ơi, cây táo độc của ông. Giời ơi là giời. Chạy đi các cậu ơi. Thế là xong cây táo của ta rồi.